ở ấp xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Xin được phép bắt đầu. Người địa phương của chúng ta nha. Nhóm múa Lê Trí là người của địa phương của chúng ta đó quý vị ơi. Làm cái 18 hôm qua. Không phải ở xã ấp mình có nhóm người này. Có nhóm gì cái đám bò tụi nó muốn I'm gonna make you mine.
các em ơi, xin mời các em dừng lại sân khấu, nên đỡ lại sân khấu để anh công danh chồng kết luôn nha. Kính thưa quý vị quan khách kính mến, đáng lẽ là cuối chương trình công danh mới lên chồng kết, nhưng mà vì bà con của chúng ta, những chị em đang múa của nhóm Rumba Lê Trí phải đi về có công việc. Nếu mà công danh đợi đến kết để chào cuối, chào kết thì không có nhóm như băng nhà của chúng ta ở trong phim đoạn phim. Mong rằng tất cả quý vị thông cảm nha. Bây giờ chào kết để quay đoạn phim, để gắn vô cái đoạn phim cho đẹp. Chứ còn chương trình vẫn còn tiếp tục nha quý vị. Kính mời tất cả anh chị em và nghệ sĩ tham dự chương trình cúng miễu bà hôm nay đều bước lên sân khấu để chúng ta chào kết ạ. Xin mời tất cả anh chị em văn nghệ sĩ đều bước lên sân khấu để chào kết. Chào kết để cho anh chị em bên đội văn nghệ tập đời nhà. Để một hồi nữa mình kết chương trình thì không có đội văn nghệ nhà thì không có tốt, không có đẹp ạ. Xin mời tất cả các vị lên sân khấu để công danh sẽ đi lên. Trời ơi, cái nhóm nhảy này ở đâu mà nó hay dữ vậy trời. Cái ông nào mà tập vợt nó quá tuyệt vời luôn. Mai mốt cây vàng ở vườn. Không, cái này ném về vườn mà vườn hoa đẹp. Cô này nhất là cô này này có duyên ghê. Trời ơi, có lắc cái mông đồng ghê. Kính thưa quý vị trưởng lão cao niên, quý vị khách quý, cùng quý bà con cô bác anh chị em đang tham dự chương trình lễ hội Kỳ Yên Miễu Bà Chúa Xứ Nguyên Nhung. Quý vị đang xem livestream hoặc xem phát lại trên các nền tảng mạng xã hội. Chương trình lễ hội Kỳ Yên Miễu Bà Chúa Xứ Nguyên Nhung ở ấp Hòa Thuận 2, xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đến đây đã khép lại. Mặc dù chương trình đã hết, nhưng còn động lại ở nơi đây về một chương trình lễ hội đầy ắp tình yêu thương và rộn tiếng cười. Ban tổ chức chúng tôi mong rằng tình yêu thương này sẽ đi với chúng ta suốt cả cuộc đời. Đêm tàn chẳng muốn rời xa, người về tôi nhớ câu ca ngọt ngào, nhớ từng lời nói thanh cao, nhớ ly rượu đắng náo náo trong lòng. Mong sao quý vị thành công, thành ông bà chủ tơ lòng thành thơi, cùng nhau góp sức xây đời, gia đạo hạnh phúc cỡ ngơi mỹ miều. Chào con hết mực thương yêu, ngàn câu khen tặng là điều ước mong, chia tay lưu luyến trong lòng, vẫy tay tạm biệt mà lòng xuyên sâu. Xin hẹn lại tất cả quý vị vào chương trình lễ hội Kỳ Yên Miếu Bà Chúa Xứ Nguyên Nhung năm 2025. Xin kính chào đoàn kết và xây dựng. Nhưng mà còn nữa nghe, đừng có đi về nghe, còn nghe, còn hả? Dạ, đừng có đi về là bắt đầu tại chỗ thì tôi đi. Dạ, xin cảm ơn tất cả anh chị và nghệ sĩ rất nhiều. Kính thưa quý vị, chương trình chúng ta được liên tục với phần biểu diễn hai kịch của nhóm Dũng Nhi. Đổi bầu không khí một tí xíu nha quý vị. Quý vị nhớ là vỗ tay thật lớn khi Dũng Nhí tạo những tràng cười sảng khoái cho quý vị nha.